Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây, hôm nay em sẽ test cái dòng thuốc cỏ Kaza 200m yên là trên các cái loại dây leo, cỏ chỉ bằng chậu nha cả nhà. Đây là các loại dây leo bềm bềm lá rộng nha. Cỏ chỉ. Cỏ Kaza 200m yên lời nha mọi người. Thì cỏ Kaza 200m yên lời là mình quản lý được cỏ chỉ, rau chai, màng trầu, cỏ cú, dây giáp, các loại dây leo, rau muống, đế sậy, cỏ chanh, cỏ ống được hết nha cả nhà. Thì hôm nay là em sẽ xịt gốc một gốc ở bên cửa hàng của em các cái loại dây leo nè anh em. Đó, cỏ chỉ, dây leo, màng trầu, cỏ ống nha.